Ti nhỏ hơn cho Ti con nhỏ, chị gấu con to nhá. Anh đây của Ti đây, Ti đây. Đấy, úi đồ ôi nằm. Em của con đây hả? Thế cho em Ti con to nhá, nhá. Cho em con to nhá. Đấy, Ti leo lên đây nào. Em nhỉ? Úi dạ. Úi, úi dạ, úi dạ, úi dạ, úi dạ. Cười cá luôn à? Ti Ti thì làm gì ấy? Ui rồi, leo lên đây đi. Con leo lên con to này, con ngồi dễ hơn này cậu này. Con ngồi con to này nè. Con ngồi con to cho em ngồi con nhỏ nhá. Đây, đi ngồi đây. Đi ngồi đây. À, con vẫn thích con nhỏ hơn này. Con ngồi con này nó to hơn dễ ngồi này. Đi sang bên kia ngồi con. Đi ngồi cả con bên kia. Chị gấu ngồi con này. Đi nhỏ hơn, đi ngồi con kia. Cái này để mẹ vứt nhá. Cái này mẹ vứt đi. Đấy, Ti thích con cá này nhé nhỏ. Cái này của em con nhá. Để mẹ vứt cái sau này đi này. Ngon không con? Yeah.
Titi có đây rồi mà, nhà đây của con. Đây. Ừ, Titi tí nữa con tí nữa Titi lại ăn. Chắc giờ Titi đang đau bụng á. Này con cứ ăn. Con cứ ăn rồi tí nữa em ăn sau nha. Đây. À đây, đúng rồi, Titi nè, của con đây. Nha. Mình đây con. Mình đây. Đây. Con đưa chị em đi, con đưa chị em đi. Con đưa chị em. Đi kìa, chị cho kìa. Đi ơi, chị cho này. Đi nghịch ngợm nhờ. Đây. Rồi con để xuống đi tí nè em ăn. Con để bộ điện đây tí em ăn. Trong luôn đấy, rồi nhốt Titi trong đây nhá, Titi không được ra nhá, lúc nào chị cho ra mới được ra nghe chưa nhờ. Lấy ra hả? Rút ra hả? Rút nhé.